Em chỉ thanh thản khi nhìn thấy em bình thường. Em á, đúng là bị em bình hút hết hồn vía rồi đó. Chắc anh nói đúng. Đời của em quen rất nhiều con gái đẹp, nhưng em chưa bao giờ có cảm giác gì đặc biệt như là với nó. Con nhỏ khờ, thiệt thà, nhưng mà làm cái gì cũng dễ thương hết á. Thấy em thương em bệnh như vậy á, anh cũng mừng. Nhưng mà đã chọn ngày lành tháng tốt cho em cưới Thiên Kim rồi, anh lo là em Bình sẽ khổ đó. Có em ở đây, con Bình nó không khổ được đâu. Còn với cái con nhỏ tiểu thư chảnh chệ đó hả, nó sẽ sớm nếm được mùi đau khổ thôi. Cái gì? Em nói gì kỳ vậy? Dạ thưa bà, thưa mợ hai gọi con. Con của bay được bao nhiêu tháng rồi? Dạ được 13 tháng rồi thưa bà. 13 tháng? 13 tháng mà còn ẵm trên tay như một đứa con nít 1-2 tháng vậy. Nhà này không có dư cơm để nuôi vú đâu nha chưa. Dạ. Bắt đầu từ bữa nay, bay không được léo hánh lên nhà trên nữa. Sắp đám cưới của cậu Khải Duy rồi, bà không muốn người ta bàn tán ra vào không hay đâu. Dạ con biết rồi. Từ ngày mai hai má con sẽ ở luôn dưới bếp, sẽ không lên nhà trên nữa. Là bay á không được lên nhà trên chứ không phải cậu ấm. Dạ. Hai Sáng. Dạ. Kể từ bữa hôm nay, đứa nhỏ này sẽ là con của con. Dạ. Dạ con. Con của con. Ủa là sao má? Con của con Bình mà sao thành con của con? Đã kêu ẩm thì ẩm. Đừng có hỏi nhiều. Dạ. Dạ má, nhưng mà chuyện này á, má đã hỏi ý kiến của chú ba chưa? Dạ con biết rồi má. Đưa nó đây cho tao. Bà ơi, con xin mợ bà. Bà ơi bà. Đưa đây. Con lại mợ. Con lại mợ mà. Xin tha cho con, đừng bắt con của con mà. Từ đây con sẽ chăm sóc nó đàng hoàng, con không dám làm gì đâu bà ơi. Nè, cái đứa cùng đinh mạc hạng như vậy á thì không thể nào nuôi nấng dạy dỗ tốt cho cháu của tao được đâu. Hai Sáng, bắt đầu từ bữa nay má cho đứa nhỏ này cho con đó, nuôi nấng nó cho cẩn thận. Đừng mà bà. Còn không chịu buông ra hả? Lại đây. Con lại mở hai bà. Con này bà. Bà ơi bà. Bà con lại bà. Ta cấm tiệc từ nay, không được léo hánh đến gần cậu ấm nghe chưa. Phòng của cậu Duy á cũng không được bước chân vô, hiểu chưa? Bà con lại bà. Xin bà tha cho con mà. Đừng bắt con của con mà. Nghe không? Hả? Dạ. Nghe rồi á thì bước về vị trí con ở của mày đi. Sớ rớ nó làm gì? Đi đi. Còn chưa đi. Nè, đi xuống dưới bếp mà thay bộ đồ này ra, lấy bộ đồ con ở mà mặc vô. Sao còn chưa đi? Hay là mày muốn ăn đòn? Đi! Má, má cho con thằng nhỏ này thiệt đó hả? Thiệt chứ giả gì. Cho con là phước ba đời của con rồi.
không biết cảm ơn, còn than với thở nữa. Tự nhiên cái đeo gông vô cổ, phước đức gì. Nè, cái thằng Khải Văn á, là nó vô tự, cho nên cả đời này á, con đừng mong có một đứa con nào. Khôn hồn á, thì con săn sóc đứa nhỏ này cho nó tốt đi, để hưởng phước về sau, con hiểu chưa? Chuyện đó còn chưa chắc. Vừa nói gì đó? Dạ không. Con chỉ thấy là cái cách này của má còn chưa chắc lắm. Chưa chắc là sao? Thì má cũng thấy rồi đó, chú ba là thương con mình thiệt lòng thiệt dạ. Làm sao mà chú ấy để yên cái cảnh mà bắt con rồi hành hạ mẹ như vậy. Con dám cá một ăn mười với má là khi chú ấy về á, mọi chuyện lại đâu vào đó thôi. Bày đúng là biết một mà không biết mười. Tánh khí của thằng Duy á, bộ má không biết sao? Má biết lo xa mà. Cho nên con yên tâm đi, mọi chuyện má tính đâu vô đó hết rồi. Ủa má, má tính sao vậy? Sao má không nói cho con nghe? Má tính sao vậy má? Tiền cơ bất khả lộ. Em bị điên hả? Em làm gì vậy? Em bầu bì bụng lớn như vậy mà làm nặng vậy nguy hiểm lắm biết không? Kệ em đi. Với lại giờ anh nhìn coi, của nhiều quá như vậy, em không dùng sức á thì làm sao mà chẻ hết được. Thôi em uống nước đi, để anh làm cho. Thôi mà, anh để em làm cho. Để mợ hai thấy á, rồi mợ hai đánh đòn anh nữa giống hôm qua cho coi. Bộ nhìn anh bị đánh đòn em xót lắm hả? Xót chứ sao mà không xót. Da thịt mà bị đánh đòn sao mà không đau được chứ. Em nói thiệt á, mỗi lần thấy anh bị đòn giống như là em bị đòn vậy đó, đau lắm. Anh đưa đây em chẻ cho. Anh không sao đâu, quen rồi, đừng có lo. Em uống nước đi. Cho dù có bị đau, bị chết gì á, anh cũng không sợ. Còn uống nước đi, anh làm cho. Trời ơi! Em nói là để em chẻ cho mà, không có nghe gì hết à. Không biết chừng nào tụi mình mới thoát cái cảnh ở đợi này nữa. Không lẽ cứ để người ta ngồi trên đầu cởi cổ như vậy hoài sao? Chắc không bao giờ hết đâu. Tại sao cũng là kiếp con người như nhau mà lại có sự đối xử phân biệt kỳ cục như vậy? Tại kiếp trước người ta có tu, còn mình thì không. Tu cái gì? Tu cái gì mà sống kiểu vậy? Thôi mà, anh đừng có tức tối lên như vậy nữa. Ai biểu mình nghèo làm gì? Thiệt tình là không. Anh Lũ. Anh Lũ. Em nghe anh nói nè, anh chán sống cái cảnh này lắm rồi. Hay là bây giờ hai đứa mình trốn ra khỏi căn nhà này đi. Anh nói gì vậy? Tại sao lại trốn? Trời ơi. Tại vì dì Bảy kêu anh giấu em, sợ em lo, ảnh hưởng đến em bé ở trong bụng. Nếu mà em không trốn khỏi đây á, là thế nào em cũng bị bà chủ giết chết, giống như là giết cô Lành, má của cậu Hai vậy đó. Hả? Anh nói bậy cái gì vậy? Tại sao bà chủ lại giết má của cậu Hai? À. Tại vì bà ghen, bà không muốn ngang hàng với một con ở đỡ. Em hiểu không? Anh đã biết ý định của bà chủ với mợ Hai từ lúc em mang thai em bé đầu tiên rồi. Nếu mà anh và dì Bảy không nhanh trí bảo vệ cho hai mẹ con em á, thì hai mẹ con em không yên ổn tới bây giờ đâu. Dì Bảy bảo vệ không yên ổn, ý anh là tên nước này anh không muốn giấu em chuyện gì nữa. Chính tai anh nghe bà chủ nói lại với mà Hai là sai con hiểm tìm mọi cách để hại em hư thai đó. Hả?
Những người độc ác đó chuyện gì cũng dám làm hết. Nếu không có cậu ba là em bị tống cổ ra khỏi căn nhà này từ lâu rồi. Trời, anh Lũ, anh nói làm em sợ quá. Em cũng không giấu anh nữa. Bà chủ đã một lần đợi quan con em xuống giếng rồi. Bây giờ em phải làm sao bây giờ? Em sợ quá, em không muốn mất con em đâu. Cho nên em phải nghe anh. Bởi vì chính như vậy em phải càng nhanh chóng thoát khỏi căn nhà này cùng với anh. Nhưng mà, nhưng con, con... Ý em muốn nói tới cậu ba đúng không? Dạ. Dù gì thì cậu cũng thương em. Nếu em đi cậu sẽ buồn lắm. Buồn rồi cũng hết thôi. Cũng giống như ông chủ ngày trước. Ông chủ yêu cô lành đến mức nào rốt cuộc rồi cũng quên. Bình à, nếu mà một khi cậu ba đã cưới vợ về rồi á, em sẽ không còn một chút giá trị nào ở trong căn nhà này nữa đâu. Bà Hội và mợ Hai sẽ hành hạ em cho đến chết. Cậu ba thì thương em, nhưng Minh thương dễ tránh, đánh lén khó phòng. Em thì ở ngoài sáng, còn người ta ở trong tối, lại có tiền, có bạc, có quyền lực. Người ta hại em như trở cái bàn tay vậy đó, hiểu không? Bình à, anh xin em đó. Em nghe lời anh một lần thôi. Một lần này thôi. Anh xin em nha. Hai đứa bay. Bộ nhà tao dư gà lắm hay sao mà mướn tụi bay về ngồi chơi nói dốc vậy hả? Dạ dạ. Đống củi vẫn còn nguyên đó, chừng nào mới xong việc? Dạ dạ, con trẻ liền mở hai. Dạ. Còn thằng Lũ, sao chưa đi gánh nước? Tao đã dặn mày đừng có sớ rớ tới gặp con mình, tại sao mày không nghe? À, hay là tại cái con này nó quyến rũ mày? Dạ dạ không có mợ ba. Mợ đừng có nói Bình như vậy. Bình là một người con gái đàng hoàng, chứ không có trắc nết lăn loạn như ai kia đâu. Mày, mày dám trả treo hả? Mày trả treo? Mày nói ai là trắc nết hả? Nói ai trắc nết hả? Mày nói ai? Mày, mày... Ê, đủ rồi nha. Mày, tôi nói mợ nghe, mợ đừng có ép người quá đáng nghe. Mợ mà làm quá hả? Tôi phanh phui mọi chuyện cho mọi người biết hết đó. Đừng có ép tôi. Mày dám? Mày, anh Lũ, mày đứng lại đó. Đứng lại đó cho tao. Mày dám? Mày nhìn cái gì? Nhìn nè. Bữa nay tao cấm mày ăn cơm. Ra chuồng heo ngủ đi chưa? Gì ngoài đây cả buổi trời vậy? Bộ con không sợ lạnh sao? Trời ơi má, con ở nước ngoài tuyết rơi đầy trời, có con không sợ, huống gì mấy cái luồng gió hiu hiu này ở đây chứ. Trời ơi, con bắt đền má đó. Má làm con quên mất là con đếm tới đâu rồi. Bông nó có được bao nhiêu cành thì kệ nó, con đếm làm chi cho mất công vậy? Cái này con không phải đếm bông, mà là con đang bói xem cuối cùng con có cưới Khải Duy không?
Ngày giờ học cẩn cũng đã coi xong rồi, con còn thắc mắc làm chi nữa? Không lẽ con không thích nó? Tại vì con thấy càng lúc con càng thích anh ta, cho nên mới khổ thân đây nè. Cô nói cái gì mà lung tung quá vậy, tôi không có hiểu. Má, anh Khải Duy, ảnh... Con nói làm sao? Anh có vợ có con rồi á má. Cái gì? Nó có vợ có con rồi hả? Má, nhỏ tiếng thôi má. Sao má không biết? Người ta cố tình muốn giấu thì làm sao má biết được. Nhưng mà vợ ảnh chỉ là một con hầu mạc hạng thôi. Đáng ghét, dám gạt má, dám qua mặt má hả? Chắc nó không muốn sống rồi. Con yên tâm, má sẽ nói với bà con đi quỷ hôn ngay lập tức. Má, má ngồi sao? Xuống đi. Nếu mà con muốn quỷ hôn thì con đã quỷ hôn ngay từ đầu rồi. Nhưng mà thân phận con cao quý như vậy thì sao làm thiếp cho người ta? Chuyện đó không có quan trọng. Vì lúc đầu á, con đâu có nghĩ là con sẽ làm vợ anh Khải Duy đâu. Con chỉ muốn làm anh ta bẽ mặt để trả thù trước mặt quan khách thôi à. Nhưng mà bây giờ con cũng thiệt là quá đáng à. Nhưng giờ sao? Nhưng mà con không ngờ càng lúc con càng có cảm tình với anh ta.